Chào anh em, Sony là cái tên quá quen thuộc với những tín đồ công nghệ rồi. Nhưng những sản phẩm của hãng luôn đắt đỏ và khó tiếp cận với người dùng. Chính vì thế mà những chiếc máy đã ra đời một khoảng thời gian luôn là đích ngắm của nhiều người. Thời gian cận Tết này thì mình có ghi nhận được sự quay trở lại của chiếc Sony Z1 Nhật. Và hôm nay để mình xem là Z1 Nhật liệu có làm nên trò trống gì. RAM 2GB, pin 3000 mAh và đặc biệt là hỗ trợ 4G LTE. Với cấu hình này thì nó ngang ngửa với G2 hay là Samsung Galaxy Z, vẫn là một cấu hình rất tốt ở thời điểm hiện tại. Gần như mọi việc công nghệ đang được hãng sử dụng trên các dòng TV Bravia đời mới, do đó chúng ta đã được khẳng định phần nào về chất lượng hiển thị tuyệt vời trên Z1. Có lẽ là nó không trung thực như màn của iPhone, không sáng như màn của HTC, nhưng ngay từ đầu mình có nói rồi, các máy của Sony thiên về mặt giải trí nhiều hơn. Nói cách khác, màn hình của Z1 tốt nhưng mà nó chỉ thực sự tuyệt vời khi mà chúng ta dùng để xem phim hay là chơi game. Lần lướt. Sau cùng là camera. Nếu các bạn là kiểu người chỉ muốn ngắm và chụp để có ngay bức ảnh đẹp thì Z1 có thể không phải là lựa chọn tốt nhất. Đừng hiểu nhầm ý mình, camera của Z1 rất là ngon. Sony Z3 thì đang có giá khoảng từ 5 đến 6 triệu, Z4 là 8 triệu, Z5 thậm chí còn cao hơn. Trong khi đấy thật sự ngoài cấu hình được nâng cấp thì có khá ít khác biệt từ Z1 lên Z3. Vậy thì tại sao không mua Z1 Nhật với số tiền tiết kiệm vài triệu trong khi vẫn có các tính năng trên Z3, Z4? Kể cả cấu hình của nó thì cũng tốt hơn những cái con chính hãng giá rẻ trong tầm này, đập tan mấy em Huawei, Lenovo hay là Oppo thần thánh. Mà như các bạn đã biết thì hàng Nhật chất lượng cực kỳ ngon, dùng rất ít lỗi và ổn định. Nguồn gốc của máy thì đương nhiên đến từ những nhà mạng của Nhật, ví dụ như là Docomo chẳng hạn, và với tiêu chuẩn khắt khe của đất nước này.